so như nhau. Là nên làm mấy con nhá. Mấy con thì được. Bên YouTube nhỏ hơn đúng không? Thì là bên TikTok nhá. Để cho các bạn đều nhau. Có bạn nào trông Senda giống như là không? Ờ, đúng rồi, âm thanh ở TikTok nó to này. Mà là nhắc mấy bạn ở YouTube là hôm nay YouTube không thể tắt tiếng được. Cho nên chút nữa mà có tàu chạy qua ấy, thì mọi người phải tự hạ âm thanh ở phía mọi người nhá. Live thường xuyên lại chưa? Không có live thường xuyên. Xin lỗi nhưng hôm trước tôi livestream xong kiểu một tuần sau tôi vẫn chưa tỉnh. Sinh nhật vào thứ bảy á, không nhớ. Bây giờ phải xem lại chứ không nhớ. Cảm ơn Phan tặng quà. Hay thì ra nói nhỏ đi. Bạn YouTube nghe thấy nhỉ? Được không? Mọi người muốn nghe giọng Minh Trung không? Tối nay nói giọng Minh Trung đi. Mọi người thích trigger gì? Comment đi, comment đi. Ây, xin lỗi. Bên YouTube cần nghe rõ không? Nghe to quá không? Bị ngược.
YouTube nghe đỡ chưa? TikTok bị vắng. Bị vắng thì chỉ là do mic à. Các bạn thấy anh trời đang sậm chợ với mọi người. Trời mưa nhưng mà sậm chợ rồi. Y âm. Mic gần nhau chắc thế, nên nếu không đặt nó gần nhau thì làm sao làm cùng một lúc được ta. Mọi người nghe tiếng sầm không? Sông Bắc á. Nhưng mà thực ra thì nói thầm nó không thể hiện rõ cái giọng của mình. Tôi không có đọc được comment. Tin buồn là La vừa mới làm mất cái kính yêu quý của La. Bây giờ tôi không có thấy gì. Nhưng mà cái kính này là kính không đồ à. Rõ thì có thể sang TikTok nhé. Vừa xem livestream trên TikTok và YouTube ra. Hello. Bây giờ đỡ vang chưa? Là thay đổi vị trí của mic nữa. YouTube thế nào? Tức là khi mà là để mic này, gần mic này nó có bị vang không ấy? Lúc này là kẹp hai chúng nó lại với nhau cho nó dễ ra ấy. Nếu bình thường thì mình tiếp tục thôi. Thật ra là cái mùi bánh kem nó đang vẫn vương khắp phòng. Thèm quá đi. Tôi xoa một chút. Thì nó ăn kem cho. Cho nó nhiều. Nữa. Ô nhanh thế.
phía đằng trước á. Tiếng hơi nhỏ thì thông cảm, cười nhảy ơi. YouTube chỉ có cái mic này thôi. Thank you for the gift. Bây giờ chị livestream tiếp à? Cuối tuần rảnh thì chị sẽ livestream mà, còn nếu mà không khỏe thì thôi. Mèo cao thấy không? Nếu mà làm như này mọi người có thể buồn ngủ không? Là buồn ngủ trước đấy. Cái này là trang trí ở trên một cái kẹp của bé Mỹ á. Xinh à? Xinh quá, xinh không? Không biết sao bên TikTok lại ra YouTube á. Ừ, do YouTube của chị phóng to đây cho nên đỡ nhìn thấy cái backdrop bị ngắn ấy. Mọi người thích trigger gì nào? Sao không thể comment gì cả? Mày ngủ à? Ngày mai mẹ phải đi học sớm. Và tuần sau mẹ mẹ sẽ thi học kỳ 2. Cho nên là rất là bận đấy. Mặc dù mình thấy là bạn ấy bận như bạn ấy chả bận. Bạn bận chơi nhiều hơn là học. Phút thôi à? Ui, trời ơi, bà nào được giải nhất học sinh giỏi thế? Học bà đấy rồi. Ở miền Trung nóng lắm ấy. Kiểu như hôm 36 độ nhưng cảm giác kiểu như 40 độ, hơn 40 độ ấy. Kinh khủng, kiểu nóng mà nó hấp 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 mọi người, kiểu muốn xỉu ơi. Ừ, chị sinh ngày 8 tháng 5 á. Thì bây giờ mình cắm lên nhở, còn 1 phút nữa thôi để lá sàn đồ ở chỗ này một chút mới để bệnh được. Là không biết là lúc nào ở bên lá sẽ mưa, nếu mà mưa to thì phải dừng livestream sớm, không là ồn lắm, các bạn không nghe mình nhé. Có cái gì cho nó cao lên nhỉ?
to me. Happy birthday to me. Cái này nữa. Cảm ơn các tình yêu. Thật mệnh thôi. Sao ở bên TikTok nó không lưu lại comment à? Sau khi livestream mà là kiểu rồi mọi người nghe thấy tiếng tao không? Vừa tao vừa sẫm á. Qua ngày mới rồi. Thập niên nhá. Học quẹt. Sao cái lúc tôi làm sinh nhật lại có người hỏi câu? Cái mẹ bạn YouTube không thấy được cái bạn nhỏ. Rồi bây giờ là sẽ tự hát sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Mọi người hát cùng với Lan. Hoặc không hát cùng được. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Chúc mừng sinh nhật mình. Có ai đoán được tuổi của tôi chưa? Comment đi. Ai comment cũng đầu tiên là sẽ Ủa cái gì đấy? Sao TikTok nó lại bảo là 30 phút rồi mà là không có cái gì hoạt động ở trên TikTok. Bạn nào mà comment đúng tuổi của La thì La sẽ gửi một món quà bé siêu xinh xinh cho bạn đi nhá. Đoạn đi nào. Cảm ơn các tình yêu mọi người, chúc mừng sinh nhật vui quá. Trong khi chờ mọi người đoạn tuổi của La thì La sẽ ước là thôi đi nhá. Cùng thổi nhẹn với mọi người nè. 1, 2, 3. Có ai đoán được tuổi chưa? Tôi kiểm tra nào. 100 tuổi. Can you guess my real age? Ồ, các bạn đoán đúng rồi nha. Cái bạn đoán đúng rồi nè.
xem bạn nào là bạn đầu tiên. Bây giờ mọi người lượt comment và tìm comment của bạn thờ U Thu là bạn đầu tiên, và bạn Englot là bạn là hai bạn đã đúng tuổi của lá đầu tiên. Mặc dù là bạn là một bạn có quà thôi, nhưng mà vì hai bạn comment gần nhau quá nên là sẽ gửi quà cho cả hai bạn nha. Bây giờ thì mọi người, hai bạn là thờ U Thu và Englot, nhớ nhắn tin đó ra địa chỉ nha, để là chuẩn bị quà nha. Sau đây thì có các bạn khác cũng comment, đúng là bạn Juno. Trời ơi, trời ơi, giờ ơi, sao mà muốn thế, sao đoạn muốn thế. Xíu nữa là được qua rồi. Ok, nhớ nhắn tin cho chị nha. Bây giờ mọi người có muốn nếm thử bánh sinh nhật Việt Nam không? Đây, cắt bánh đi, cắt bánh nè. Được rồi, đoạn đúng rồi, đừng nói tuổi thật của tôi ra nữa. Không, mình là người già nhất ở đây. Từ đồng từ tuổi của chị ha. Tôi nghĩ chị 18 không nữa được rồi. Cái này làm sao lại ra nhờ? Như dạng mình phải cắt đấy. Mình nữa. À, các bạn ở YouTube chưa có bạn nào đoán đúng. Năm nay là 30 tuổi nha. Chưa kể tuổi mù. 30 á, 30 tròn á. Năm ngoái mình tổ chức sinh nhật về nhau. Đang bảo những năm 20 thanh xuân của La có các bạn. Còn năm nay tôi 30. Cái này làm sao lại ra được nhỉ? Nhưng mở ra nó có bị tué không? Tại tủ lạnh nhà lá mấy ngày nay nó đầy đồ quá ấy, cho nên là không thể để cái bánh này vào trong tủ lạnh được. Chứ tối đến giờ chắc nó hơi chảy kem. Mình cũng cắt bạch nhé. Bạn nào mà đi lục video của Lam để xem tuổi đấy, lục được ngay lúc này mới tay. Mình cắt bạch nhé. Tại vì ở bên YouTube nó khá là thấp nên là sẽ phải để bạch cao lên một chút. Để đây đi. Mà sẽ lấy một cái nghĩa là mời các bạn.
Mềm quá rồi. Sẽ đặt đây một miếng dâu nữa. Đây rơi rồi. Đây. Mời tình yêu. Am nhâm 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 nhâm. Am nhâm 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 nhâm. Mọi người cùng ăn bệnh chung sinh nhật với La nha. Thì là nếm thử xem. Mọi người cùng nếm miếng này với lá nhá. Miếng cả nhỏ này. Về màn YouTube nghe gì không? Cảm ơn con tình yêu. Là đọc comment của các bạn thật là cảm động mà. Hy vọng sinh nhật ngày năm sau nữa chúng mình vẫn có thể ngồi đây cùng ăn bánh với nhau nha. Vì bánh khá là ngọt cho nên là lá sẽ ăn ít thôi. Mọi người muốn ăn miếng gì nữa không để lá đút cho nó. Đây có sô cô la trắng này. Sô cô la trắng, dâu, nho. Bánh lại có tàu. Mọi người hà nhỏ nhá. Hà nhỏ nhá. Rồi sô-cô-la đen. Mọi người chọn đi. Okay. Tao chạy quá rồi nhưng mà là không biết là nó có coi nữa không. Ngỡ quá. Chỗ này cái kẹp này nó cà vào. Oreo hả? Ừ. Thì là đút cho các bạn. Xin phép là không có ăn nhá. Tại vì ngọt lắm. À thêm một quả này nữa nhé. Chúc mừng kìa.
này cho mấy bạn YouTube trước. Mời các bạn ăn nhâm 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 nhâm. Những các bạn TikTok nhâm nhâm nhâm. Mà sao quả dâu của người ta tươi được lâu nhỉ? Dâu quả đã mua về á, mà không để tủ lạnh nó không tươi lâu được này đâu. Trời ơi, còn bản thân của La nhắn tin nào. 30 em cho đời một giấc mới nha. Không biết là bạn mình có đang xem không, nhưng mà cảm ơn lời chúc của Hà và cảm ơn cái thiệp viết tay rất đẹp của Hà từ làm cho mình. Lâu lắm rồi là mình nhận được một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật làm từ tay làm ấy, từ tay trang trí ấy với bạn mình ấy. Rất là dễ thương và rất là hoài niệm ngày xưa. À, cảm ơn Búp này. Ủa, Búp hôm nay lên TikTok không phải lên YouTube hả? Cảm ơn Quỳnh Anh, cảm ơn Nguyễn Quân. Cảm ơn Joey. Cảm ơn các bạn nhiều. Trời ơi, hôm nay tôi lại được đón sinh nhật với các bạn thêm một năm nữa. Cảm động quá đi. À, thông báo là bánh kem là dây đây sao nha. Chuẩn bị mọi thứ nhưng mà không có chuẩn bị đồ để mà mâm to để bánh kem. Kem là gì là đi nữa rồi. Nếu mà ngày mai hoặc là tuần sau mà các bạn không thấy mình livestream thì có lẽ là mình đã phải kiện tha. Bây giờ xung quanh mình toàn bánh kem. Cam bên YouTube hơi dim á. Tại vì nó thấp á. Cam bên YouTube nó khá là thấp. Này. Cảm ơn TikTok thấy nó ảo hơn, cao hơn. Thực tế thì là sẽ mời mọi người uống món quen thuộc. Năm ngoái chúng mình vẫn uống vào lúc sinh nhật. Mọi người nhớ năm ngoái mình uống gì không? Thằng có cái bọc quỷ. Cảm ơn em. Cảm ơn thỏ này. Đây là mời các bạn uống sữa tươi. Vậy là rất thích uống sữa tươi khi mà ăn bánh kem. Cảm ơn các bạn. Ngon quá.
Ngày xưa La đã thích uống sữa không đường đến mức mà chị gái của La hỏi La là thế đến sinh nhật của em thích tặng gì. La mới bảo là chị tặng em thật nhiều sữa tươi không đường, rồi là em hạnh phúc rồi. Nhưng mà sau này thì khi mình đọc nhiều hơn ý, thì mình mới biết là sữa bò thực ra nó không tốt đến mức ngày xưa mà mình được quảng cáo. Mà uống nhiều sữa bò thì nó có thể là nó có hormone của bò này, nó có thể ảnh hưởng đến hormone trong cơ thể mình ấy. Cho nên là uống vừa phải thôi. Nhưng mà tại vì sữa bò vẫn rất là ngon. Đấy là làm là tới nghỉ tới chuyến đi Bhutan năm ngoái. Ở đây người ta nuôi bò lấy sữa ấy, và người ta ăn phô mai uống sữa hàng ngày, ngày nào cũng thịt luôn ấy, món gì mình bỏ vào được. Wow. Chắc phải bên để lành nha mọi người, phải ăn như thế này mới chậm lành được. Nên là khoe với mọi người quần này. How to draw on most every day. Đấy. Xinh không? Xinh không? Quá xinh. Ở trong này ấy, người ta bày cho mình vẽ tất cả mọi thứ. Có cho mình thấy từng bước nữa. Xinh không? Là mua cuốn này vì nó dễ thương quá. Xong rồi là cho bé mày đọc. Nhưng mà bé mày quá nhiều sách, không bây giờ cả là cả mày vẫn chưa đọc xong, chưa có thể dựa theo nó để vẽ. Ngay từ cái bia là đã, mọi người đã thấy là cổ xanh này sẽ bay cho mình vẽ những cái hình kiểu rất là dễ thương và từng bước ấy. Cái gì khó luôn. Hình như nó có hai tập, nhưng mà là chỉ săn được có một tập thôi. Xíu. Nói chung là mà thấy cái gì dễ thương là sẽ không cầm lòng được. Không thể cầm lòng được. Phải mua về. Mà cái bia này nó cũng chất lượng nó rất là tốt. Chị nói rằng miền Trung và thành phố Đồng Hới chị bị bệnh nhá. Không, hôm nay đỡ đỡ rồi, không có bệnh gì. Đây là dòng bình thường của La đó. Mày chỉ ở trong phòng chị vừa mới mua máy làm sữa hạt xong. La chưa mua thử uống sữa hạt, mà những cái hãng làm sẵn bạn ở ngoài ý, thì La thấy khá là ngậy không. Vậy là nó có một chút xịu vì hơi đắng đắng khi mà mình nuốt xuống ấy. Là không có thích. Nhưng mà tứ làm chắc là ngon hơn nhỉ. Không, chỉ ở Quảng Bình, chỉ ở Đồng Hới. Hình như La còn nói về các bạn là nơi sinh của La là đúng không? Nơi sinh của La là ở Huế. Nhưng mà La là người Quảng Bình.
rồi giọng bác với chị, lâu rồi chị không nói. Tức là lâu rồi là không có nói giọng bác với ai cả ấy. Cho nên không có biết cái giọng của mình bây giờ như thế nào. Lái cái phòng bên. Cảm ơn Kim Cúc mà. Cảm ơn em. Lâu rồi là không có nói chuyện với đồng bác với ai cả. Bình thường khi mà đi làm thì cũng có rất là nhiều khách hàng là người miền Bắc không? Đối ta cũng thế. Nhưng mà là thường hay nói giọng miền Trung với họ, là nói chầm thôi thì người ta vẫn nghe, chắc là vẫn thấy có nghe nhưng mà vẫn nghe được. Học sinh hả? Ừ. Hello Summer nhé. Sau này cũng có hình như này nhưng mà nó rất là to. Xong lần đầu tiên mình đem cái áo này về mình thử vào ấy, mẹ mê nói với Lá là mẹ mang áo trẻ con quá, con chỉ thích áo màu đen á, con không thích áo của mẹ cái hình này giống mẹ đâu. Nhưng mà mẹ cũng bảo là là trẻ con quá. Khi mà giống miền Trung mà mình nói nhanh, nói nhanh và sử dụng nhiều từ địa phương, chi mô răng rửa, nở ní là các bạn sẽ bị nhầm ấy. Ừ, cảm ơn Kỳ Sơn. Thật á, Hùng Vương không nghe thấy gì hết à? Thế Hùng Vương là người ở đâu, miền Nam hay miền Bắc? Tại vì giống miền Nam thì là không có nói được. Cảm ơn em. Là không biết đọc tên em kiểu gì. Hôm trước bạn mày bạn bảo mẹ ơi mua cho con một bộ áo có vậy ra đi, bạn ấy tự chọn thì bạn ấy chọn là cái áo màu hồng, còn cái vải màu đen. Thậm chí bạn ấy muốn là cái áo màu đen còn là vải màu hồng á, để thành một bộ Blackpink. Ăn mang cá tính hơn mình.
bên YouTube không nghe tiếng tàu luôn á. Thực sự á. Ừ, cái mic này thu bẻ nha. Mẹ mê mê Blackpink á. Ừ, ra cũng mê nữa là mê. Đại mê cũng dị, dị mê các chị đẹp lắm. Xong rồi nếu mà thấy mẹ của mấy khủ hết theo mấy anh trai đẹp thì mấy cũng bảo đẹp trai, đẹp trai. Mấy trai là dĩ chuyên. Mọi người ơi, mình làm cho kiểu gì đây? Trời ơi, gợi ý cho tôi đi đồ đây lồn xôn quá. Đứa nào bé lên cái đinh của ta. Mình là đẹp trời nhìn lên. Đương nhiên rồi. Bên này là một cái mic bổn cũ. Còn bên này một cái mic có 100 ngàn tai nghe chứ không phải mic. Nghỉ livestream trên YouTube trước, còn TikTok sẽ ngồi nói chuyện thêm một chút. Tại vì hôm nay cái mic ở bên YouTube nó không được tốt đấy, nên là mấy bạn YouTube khá là thật thiệt thôi. Thực ra là không phải buồn ngủ đâu mà là nghe tiếng ASMR là buồn ngủ. Nếu mà không nghe thì không sao, không buồn ngủ lắm. Cái này thì làm sao mà trông được. Thật á, bạn Hùng Vương ở YouTube không nghe thầy ra nói gì á. Thật sự là không nghe thầy gì luôn à. Thật sự là giọng miền Trung khó nghe như rửa luôn à. Để là nói chầm thôi. Được không? Và sẽ làm một chút âm thanh miệng. Xong rồi bye bye các bạn YouTube. Bạn nào muốn xem tiếp thì lên TikTok nha. Kiểu mà mic nó không được tốt lắm ấy.
Không hiểu sao cứ nhìn thấy mấy cái Big Ben hay là mình muốn YouTube nghe thì nó có to quá không nha. Dòng bên Trung á em, dòng Quảng Bình á, nhưng mà dòng Quảng Bình nếu mà các huyện khác thì thậm chí là lái còn thấy khó nghe chứ không phải đâu, tại vì cái âm điệu người ta nó khác lắm. Và một số dân tộc người ta cũng có cái ngôn ngữ dân tộc riêng ấy, người ta nói nhiều khi mình không có hiểu đâu. Giống như một số nhân viên ở chỗ lá làm ấy là dân tộc ở cái khu resort sắp khai trương thì cả bạn ấy nói tiếng dân tộc là mình không biết gì hết, mà nói cả dòng tiếng phổ thông mình nói có tiếng dân tộc nha. Đúng rồi, mic ở TikTok thì nghe to hơn nhá. Và bây giờ là sẽ bye bye các bạn ở YouTube. Thank you TMD for the gift. Bye bye các bạn YouTube, và cảm ơn các bạn đã tham gia livestream hôm nay. Vậy là rất là tiếc vì hôm nay là chỉ có một cái mic xin cái mic mới của là còn chưa mở. Lần sau là sẽ kiếm một cái mic nữa có thể kết nối vào điện thoại để là có thể livestream ở hai nền tảng, nhưng mà là ít khi livestream cùng lúc hai bên lắm, tại vì nếu mà live cùng lúc hai bên thì là có thể là không thể trả lời comment của các bạn hoặc là làm theo yêu cầu của các bạn kịp thời ấy. Thường thì là chỉ livestream một nền tảng thôi, nhưng mà là sẽ cố gắng mua thêm mic để sinh nhật sắp tới năm sau chúng ta sẽ có một buổi sinh nhật chất lượng hơn. Ok, bây giờ cảm ơn các bạn ở YouTube rất là nhiều, chúc các bạn ngủ ngon, và nếu chưa ngủ được thì có thể sang TikTok chơi với La nhé. La nói thì có nhanh quá không? Các bạn nghe gì không? Xin lỗi, La nói hơi bị nhanh đúng không? Bye bye. Bye bye các bạn YouTube. Chúc các bạn ngủ ngon. Là sẽ tắm lại xin bên này nhá. Good night. Ok, thank you TMD for the gift. So chúng ta đã xong livestream ở phía bên YouTube.
Chị thức đêm quá, mắt bị thâm rồi. Chị có thức đêm đâu. Tuần vừa rồi là tuần ngủ tầm khoảng... À, cũng có. Cũng có hôm là đọc sách đến 1 giờ sáng. Thường thì là ngủ tầm khoảng 10 giờ 11 giờ. Tại vì lúc này là lá cho bé mày đi ngủ ấy, là ngủ luôn. Thâm quang lắm à. Chắc là một phần vì tuổi tác nữa. Khi mà mình càng lớn tuổi thì quang thâm này nó càng đậm màu. Điều quá. Son à? Vẫn là son này này. Son màu này và... Mùi là màu này. Son này đậm lắm. Hôm nay thì dùng. Nhưng cái này đánh má không rất là xinh. Bây giờ là sẽ tăng âm lượng và là sẽ chuyển sang thì thầm cho mọi người dễ nghe nhé. Thì ở mức to nhất. Hèn gì các bạn TikTok và các bạn YouTube, âm thanh quá khác biệt. Tóc nó hơi bị vàng. Bây giờ mọi người thích làm trigger gì nào?
thì là màu thạch không hai. Màu thạch không hai, cái màu hồng xin xuống. Nhưng mà tại vì là đi làm văn phòng thì là cũng không thấy sợ nhiều màu nó quá nổi được. Nếu thích nhiều màu nổi thì là có thể giãn đấy. Siêu dài không? Đúng. Dài hơn hẳn so với mông thật đấy. Đây. Khi mà thích những cái màu đấy thì là có thể giãn làm ASMR. Còn bình thường đi làm thì là chỉ sơn những màu này thôi. Chỉ livestream ở YouTube xong thôi. Chỉ ở Quảng Bình nhá. Quảng Bình bắt đầu mưa rồi. Từ hôm bây giờ cho đến tuần 6 là sẽ mưa cả tuần. Mưa cả tuần. Áp thấp nhiệt đới gió mùa đông bắc. Xem dự báo thời tiết nhé. Ngày hôm nay ở Châu La cũng là 39 độ. Nhưng mà bây giờ bắt đầu có mưa. Ngày hôm qua chứ. Ngày mai là 74% mưa. Thứ ba là 51% mưa. Thứ tư 43%, thứ năm 70%, thứ sáu 88% và thứ bảy 45%. Ngày nào không có mưa luôn. Trời này bị ổn lắm á, cho nên là mọi người cố gắng xả dầu sau khi đi mưa về nhá. Các bạn nghe tiếng mưa to là nói như này là mọi người đừng nghe tiếng mưa nghe nhỏ đấy, là mười giặt đô xong. Tại vì mẹ nghe này nóng quá cho nên là mọi người thay quần áo rất là nhiều lần trong ngày, đồ nhiều.
đi đuôi đuôi quấn nào đi ra đi không lên ra nó dùng ngựa vô nó móc lên nó đi 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 ừ. Lúc nãy mà cái lúc mà là đang chuẩn bị thổi nến sinh nhật, cặm nến sinh nhật, thắp nến sinh nhật đâu, bạn nào vừa comment chồng gì đâu rồi, trời ơi, tôi bây giờ tôi đọc thánh làm cho chồng, thì nhắn nhắc làm tôi lại nhớ đến ông chồng cũ, xong thấy đang thời khắc sinh nhật vui vẻ thì nhắn nhắc định con người để làm gì. Ngày xưa thì đã rất là thích đi cà phê trời mưa, vậy là vậy là bạn trai thì nói chung đây là khung cảnh trong mơ của mình. Thực tế thì mình rất ít khi đi cà phê lúc trời mưa. Bây giờ tự nhiên trời mưa không, xong tự nhiên là nghĩ đến bây giờ mà có một người nào đấy mà mình thích đi cà phê trong mưa, nghe tiếng mưa bên mình thì thật là lãng mạn mà. Nhưng mà thực tế thì còn mấy năm rồi nhỉ? 5 năm rồi. Tôi độc thân 5 năm rồi và tôi cảm thấy rất là bình thường. Khi mà đã độc thân của em rồi, mình thấy cái nỗi cô đơn nó không đến mức như ngày xưa đâu. Nên mình lớn tuổi rồi nữa, làm gì đã lớn đâu. Nhưng mà trẻ, nhưng mà đã đi qua nhiều thì bây giờ cái nỗi cô đơn nó giống như là trạng thái khá là bình thường của mình. Thỉnh thoảng mình thấy người ta có đôi có cặp thì mình cũng hơi có một chút gì đấy mong muốn đấy. Nhưng mà nghĩ đến những cái đã trải qua thì mình lại không muốn cái đấy lặp lại nữa. Kệ thôi, đừng khóc, làm gì mà khóc. Nhìn chị này thì chị vô tư hôn như lắm. Thế thì mới trẻ đâu. Chị trẻ thì không phải trẻ, nhưng mà so với tuổi ấy. Nhưng mà chị gái của chị rất là trẻ nhá. Bây giờ nhìn con trẻ hơn cả chị nữa. Đi ra ngoài mọi người cứ tưởng chị là chị à. Tại vì chị gái của chị có khuôn mặt xinh trẻ xoan rất là đẹp. Mà trẻ hơn so với tuổi ấy. Bây giờ mình lại ra chị nữa. Khóc trong lòng thôi á. Cũng không đâu. Bây giờ thì cái này là những trải nghiệm là quan niệm bây giờ ấy. Là những cái trải nghiệm như là tình yêu, hôn nhân, làm mẹ, có con, chăm sóc con cái. Đó là những cái trải nghiệm mà trong đời ai cũng có thể trải qua, mà là tùy theo hoàn cảnh của từng người. Mà đã có là trải nghiệm rồi thì mình cứ thoải mái mà trải nghiệm đi, suy nghĩ lên nhiều làm gì.
thành công hay nó thất bại, nó đi cái tình cảm định đi với mình được đường dài hay ngắn thì nó có còn quan trọng đến mức nữa mà mình phải sống chỉ vì nó, mà mình phải không thể thiếu nó. Thực tế là không, thì thực ra là trải nghiệm thì nó có giới hạn, chỉ là nó kết thúc sự mê mồm. Để ra đây cầm cái sạc pin đó, tại vì gần hết pin đó. Này giờ ra bật rồi, mọi người có nghe ồn quá không? Xin lỗi, mình tưởng mình ọc tiếng rồi. La cao 1m62 nhé. Nhưng mà mình thấy cái chiều cao của mình không biết đo bằng cái gì cho nó chính xác. Lúc thì đo bằng thước, thước đo của xây dựng thì ra được 1m62 không? Lúc thì đo được 1m63 không? Đi ra cân đo ngoài máy điện tử ấy thì ra là 1m65 không? Chả biết được. Cần gì người yêu khi mình có bè mê và tình yêu nồng nhiệt có cả trăm fan chị nhỉ. Thế thì chắc là mẹ sao lắm. Cứ bảo là mẹ sợ ai thôi, là không bảo là mẹ sợ lắm đâu. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ là cao cao mẹ bạn. Tại vì là xương của lá khá là nhỏ ấy. Người gây thì không gây lắm, chỉ có gây phần trên thôi. Phần trên của lá rất là gây. Nhìn cổ tay của lá là biết rồi. Cổ tay của lá nó bé xíu, nhưng mà cổ chân của lá thì không có bé đâu. Lá mập, khá là mập á, mập bên dưới có cái ảnh nào nguyên người cho mọi người nhìn không nhỉ, không nhớ nữa. Tỷ lệ siêu đẹp đâu ra, bình thường, rất là bình thường, thậm chí nhiều khi ra thấy tử tí về người của mình á. Có cái ảnh nào nguyên người là
không còn lưu. Nhưng chịu ra còn một chục áo dai nhỉ. Nằm đâu á? Mọi người còn nghe tiếng mưa to lắm á. Mọi người có thấy tiếng mưa quá to không? Các anh tôi mang áo dài chạy riêng. Cái này thì cũng không rõ là vì áo dài nó không vương thôi. Người ta rõ lắm. Mày sợ nhưng mà không ai tin. À đây rồi, có cái ảnh ảo cực kỳ luôn. Để là cho mọi người xem. Ở đâu nhờ, ở đâu nhờ. Không có, không thấy ý. Sao lại không thấy nhỉ? Là nghĩ bây giờ còn làm ASMR thì mọi người cũng không nghe gì vì tiếng mưa to quá. Không phải quản lý đâu. Chẳng qua do cái áo dài đấy. Người là khá là lẹ ba. Lẹp trên lẹp dưới. Mọi người cứ hỏi đi, mình là truyền cho vui. Thì bây giờ gọi là mình ế xem mà mọi người cũng không còn nghe gì cả. Tại sao tôi không có một cái ảnh toàn thân nào cả. Ảnh là đứng trên câu ở đâu nhỉ? Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ảo chưa? Dai chưa? Ừ hả? Bình thường ở ngoài là nhìn như thế thôi, mọi người thường nghĩ là một mệt bảy. Nhưng thực ra không phải. Còn mệt sau 2 mà là xương nhỏ ấy. Xương nhỏ nên nhìn nó dài. Làm anh lấy quần áo vào chưa? Hello Mai. Mọi người thấy trời mưa to như thế là nghĩ cái chuyện gì đầu tiên? Mọi người nghĩ là con lùm với con cả ở ngoài kia đã tìm được chục năm chưa?
Tại vì đợt này là thả nhiều sén ghê quá. Nó có cái chuông mà ngủ không? Nhưng mà hai con đủ chả con nào mới chịu vào chuông ngủ à? Chỉ có năm ở chỗ này chỗ kia. Chỉ người Huế á? Chỉ một nửa là người Huế. Nhưng mà chỉ biết nói tiếng Huế. Trong miền miền Nam đến nay có mưa không? Miền Bắc và miền Trung thì mưa to. Cảm ơn em. Lúc này có một bạn hỏi là gì nhỉ? Công việc hàng ngày của La hả? Công việc hàng ngày của La là La ngồi văn phòng. Đi lại cũng khá là nhiều. Chúng mà là làm đến mạng quảng cáo. Là làm đến mạng quảng cáo cho nên là chủ yếu công việc là làm ở máy tính. Mẹ của La phải đi đóng cửa, cửa bên đây chưa đóng. Nhưng mà không để ý. Mọi người hỏi gì nữa không? Không hỏi gì nữa là tôi đọc sách á. Tôi đọc sách trên cầu tích á. Một công việc rất phù hợp với chị ha. Thực ra chị amateur thôi. Tại vì chị không phải là học của chuyên ngành về marketing. Nhưng mà cuộc đời đưa đây sẽ bắt mình phụ trách thì mình bắt đầu học thêm thôi. Đây là cuốn Hoàng tử X nhé. Xưa kia có một nàng công chúa nhan sắc tuyệt trần, sống với vua cha trong một lâu đài to lớn. Nàng luôn dành thời gian dạo chơi một mình. Trong khu vườn hoàng gia tráng lệ, đó là nơi yêu thích của nàng. Đồ chơi yêu thích của nàng là quả bóng vàng mà một bà tiên đã trao tặng. Một ngày nọ, khi công chúa đi chơi với quả bóng vàng, nó bỗng lăn đi mất. Nàng chạy theo đi nhặt quả bóng, nhưng đã quá muộn. Quả bóng lăn xuống một cái ao gần đó và chìm xuống đáy. Buồn không tả xiết, nàng ngồi xuống và khóc. Bỗng nàng nghe thấy một giọng nói vang lên: "Hỡi công chúa, tại sao nàng khóc?" Công chúa nhìn xung quanh, nhưng những gì nàng thấy chỉ là một con ếch xấu xí. Con ếch đó đã nói với nàng. Tuy không thích nó, nhưng nàng vẫn lịch sự trả lời: "Quả bóng yêu quý của ta đã rơi xuống cái ao." Con ếch bèn nói: "Nếu tôi lấy quả bóng cho nàng, thì nàng sẽ làm theo mong muốn của tôi chứ?" "Điều ngươi muốn ở ta là gì cơ chứ?" nàng bất an hỏi. "Có phải vương miền của ta không, hay một túi vàng?" "Thưa không, hỡi công chúa," con ếch nói, "tôi không cần những thứ đó. Những gì tôi muốn là sống cùng nàng trong tòa lâu đài. Tôi phải ăn cùng bàn và ngủ cùng giường với nàng." Sợ nghe tiếng to. Công chúa tưởng con ếch nói đùa, vì muốn lấy lại quả bóng nên nàng nói: "Được thôi, ta hứa." Con ếch nhảy xuống ao. Nàng công chúa lo lắng chờ đợi, và chẳng bao lâu sau thì con ếch quay lại với quả bóng vàng. Nó đưa quả bóng cho công chúa. Nàng nhanh chóng chạy về tòa lâu đài.
hy vọng nó sẽ không đi theo mình. Con hãy gọi theo công chúa, khoan đã, hãy mang tôi đi với nàng. Nói rồi nó bắt đầu nhảy theo nàng. Nàng chạy nhanh nhất có thể, không nhìn lại cho đến khi nàng an toàn ở trong lâu đài. Buổi tối hôm đó, khi nàng dùng bữa tối với vua cha, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Đức vua bảo nàng ra mở cửa. Hóa ra con ếch đang ngồi đó, sẵn sàng để đi vào trong. Công chúa nhanh chóng đóng cửa, nhưng đức vua đã nhận ra vẻ mặt hoảng hốt của nàng. Ngài bèn hỏi nàng vị khách đó là ai, và nàng kể cho vua về sự việc xảy ra trong ngày. Nó chỉ là một con ếch ngốc nghếch, làm sao con có thể để nó theo mình vào lâu đài? Nàng phản kháng. Một quý cô luôn giữ lời hứa của mình. Đức vua nói, bây giờ thì con hãy để con ếch vào. Nàng công chúa mở cửa một lần nữa. Con ếch nhảy theo nàng vào bên trong và bắt đầu ăn thức ăn trên đĩa của nàng. Bye bye, bye bye, bye bye khác. Ngủ ngon nhé. Tối muộn hôm đó, con ếch theo nàng vào phòng ngủ. Công chúa không vui vì phải ngủ cùng một giường với con ếch. Nhưng khi nàng đặt nó lên gối, con ếch bỗng biến thành một chàng hoàng tử. Chàng hoàng tử tuấn tú kể với nàng về lời nguyền của một phù thủy độc ác. Chỉ có một nàng công chúa tốt bụng mới có thể phá vỡ lời nguyền bằng việc đáp ứng ước nguyện của chàng. Hoàng tử rất mừng vì chính nàng công chúa xinh đẹp đã là người làm điều đó. Nàng công chúa sớm phải lòng chàng hoàng tử. Chàng cầu hôn nàng và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cái kết nhanh quá nhỉ. Chuyện cho các em bé thì khá là ngắn. Là thế là sống chợp khá là mạnh ấy. Cho nên là nghĩ là nó sẽ là nghĩ là stream bây giờ. Tại vì nếu mà tháng trước ấy, ở chỗ là có một cái cột điện nó bị chạy không, xong rồi đường dây ở trong nhà nó bị, tức là cái cục wifi ấy, nó bị nổ luôn ấy. Mà tất cả nhà khác đều bị như thế. Cho nên là rất là lo mỗi lần mà có mưa sầm chớp này. Vì thế là sẽ dừng livestream ở đây. Rất tiếc là lá cho buồn ngủ. Nhưng mà vẫn phải dừng lại. Tại vì mưa to, sầm chớp to quá. Chúc các bạn ngủ ngon và cảm ơn các tình yêu đã tham gia livestream. Thôi nhỉ, chúc mừng sinh nhật cùng là nhé. Thank you so much for joining my live stream today. I've had one of the best birthday ever with you guys. So, good night. Ngủ ngon nha. Bye bye mọi người. Nhờ cuối tuần dẫn, tôi sẽ lại thông báo live stream nha. Good night, good night.